Phật dạy, này thiện hiện, chẳng phải chỉ có trí nhất thiết tướng lấy vô tánh làm tánh mà xác thọ tưởng hành thức, cũng lấy vô tánh làm tánh, nhãn xứ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng lấy vô tánh làm tánh, sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lấy vô tánh làm tánh, nhãn giới nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng lấy vô tánh làm tánh, sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới cũng lấy vô tánh làm tánh nhãn thức giới nhi tĩ thiệt thân ý thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh Nhãn xúc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng lấy vô tánh làm tánh. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng lấy vô tánh làm tánh. Địa giới, thủy hỏa phong không thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não cũng lấy vô tánh làm tánh. Pháp nội, pháp ngoại cũng lấy vô tánh làm tánh bốn tịnh nữ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng lấy vô tánh làm tánh, bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng lấy vô tánh làm tánh. Pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng lấy vô tánh làm tánh. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng lấy vô tánh làm tánh. Bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng lấy vô tánh làm tánh pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng lấy vô tánh làm tánh, thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo cũng lấy vô tánh làm tánh. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Đà La Ni cũng lấy vô tánh làm tánh. Mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Mười tám pháp Phật bất cộng cũng lấy vô tánh làm tánh. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng lấy vô tánh làm tánh. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng lấy vô tánh làm tánh. Trí nhất thiết, trí đạo tướng cũng lấy vô tánh làm tánh, loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cũng lấy vô tánh làm tánh. Thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cũng lấy vô tánh làm tánh. Cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi, cũng lấy vô tánh làm tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì, mà trí nhất thiết tướng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà sắc thọ tưởng hành thức cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà nhãn xứ nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà nhãn giới nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới cũng lấy vô tánh làm tánh.